chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với việc luyện tập cùng với mình là Thảo Yoga Fitness. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài tập giảm mỡ bụng, tập trung vào vùng bụng dưới và giảm mỡ toàn thân nhé, bao gồm các bài tập về giảm mỡ bụng và kèm theo là những bài tập plank. Các bạn cố gắng kiên trì tập để chúng ta đón Tết cổ truyền một cách có sức khỏe và có thân hình cân đối hơn, tự tin hơn nhé. Mời các bạn vào tập. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi tư thế vặn hông sang hai bên. Chúng ta sẽ... Bạn hãy ngồi xuống, chúng ta sẽ vặn sang hai bên để giảm mỡ ở bụng và giảm mỡ hai bên lườn nhé. Bạn bắt đầu này, chúng ta sẽ tập 30 giây và bạn hãy nghỉ một chút, sau chúng ta tập tiếp. Cố gắng gồng bụng lại, vặn mình sang hai bên. Hơi ngả lưng ra sau một chút. Bài tập này giảm mỡ hai bên lườn, mỡ cơ bụng chéo rất là tốt. Rồi. Và bài tập vào cơ bụng rất là nhiều và mỡ giảm mỡ toàn thân luôn là chúng ta sẽ tập plank thấp và vặn hông sang hai bên. Bài tập này hơi mệt một chút nha, đòi hỏi vai của chúng ta phải khỏe và giảm được rất là nhiều mỡ ở phần bụng. Bạn bước hai chân ra sau, đẩy vai lên, gồng chặt cơ bụng lại nhé. Chúng ta sẽ nghiêng hông sang hai bên hết cỡ, cho hông chạm vào mặt đất càng tốt. Bắt đầu nhé, cố gắng nghiêng sâu vào, đẩy vai lên. Một rồi chúng ta đưa về. Tiếp tục nhé, đến với bài tập plank nhé. Những bài tập plank này đốt mỡ rất là nhiều và giảm mỡ bụng cực kỳ nhanh luôn. Chúng ta sẽ plank thấp, gồng chặt cơ bụng lại, lưng và hông chân của chúng ta, chúng ta sẽ trên một mặt phẳng. Bạn đẩy vai lên, giữ ở đây hết thở đi. Cố gắng lên nhé. Rồi, chúng ta nghỉ. Và bài tập tiếp theo nữa là chúng ta sẽ plank nghiêng hông và nhún hông lên xuống. Bài này cũng hơi mệt hơn so với bài tập plank lúc nãy. Bạn trụ bằng tay trái, chúng ta sẽ đẩy hông lên, đẩy lên rồi hạ xuống. Chúng ta cũng tập 30 giây nhé. Rồi chúng ta đổi bên. Bạn hạ cùi chỏ tay phải xuống và chúng ta cũng tập 30 giây. Cố gắng đẩy hông lên và nhún xuống. Bài tập này giảm mỡ bụng rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tập con thuyền nhé. Từ con thuyền ngồi về con thuyền nằm. Đây, bạn hãy nằm ngửa ra, đưa hai tay lên, gồng lên. Bạn hãy dùng cơ bụng nhé, chúng ta không dùng cơ cổ đâu. Có thể nhấc chân lên cũng được. Đây, bạn có thể nhấc chân lên cũng được nhé. Ngồi lên. Ngả ra. Và ngồi lên. Bài này chúng ta tập 45 giây luôn. Rồi,
1 rồi chúng ta nghỉ. Chúng ta tiếp tục nhé, bạn hãy nằm ngửa ra thảm luôn. Rồi chúng ta sẽ tập cơ bụng. Hai tay bật, bạn đưa lên và ngóc đầu lên. Chúng ta sẽ tập cắt kéo. Bạn hãy tập như vậy 30 giây nhé. Gồng chặt cơ bụng lại. Chúng ta ngóc đầu lên để cho cái lưng của chúng ta nó dìm xuống thảm thôi. Bạn có thể đặt tay ở đây cũng được. Bài tập này vào cái phần bụng dưới của chúng ta rất là nhiều. Sau đó chúng ta nghỉ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cùi chỏ chạm chân luôn, tập vào cơ bụng nhé. Bạn sẽ tập bên chân trái trước. Dìm chặt cái thắt lưng của bạn xuống thảm nhé. Chúng ta cũng tập mỗi bên 30 giây. Thôi chúng ta đổi bên. Chúng ta nghỉ ở đây một chút. Và bài tập tiếp theo nữa là chúng ta sẽ plank cao. Bạn xe các ngón tay ra để bay lên, gồng chặt cơ bụng lại. Giữ ở đây 30 giây nhé. Đừng để cho cái mông của chúng ta nhô lên thế này nhé. Hãy hạ thấp bằng hông, bằng lưng của chúng ta đẩy vai lên. Rồi chúng ta nghỉ. Bài tập tiếp theo là chúng ta sẽ plank và chạm từng tay lên vai nhau nhé. Bạn bước hai chân ra sau, đẩy vai lên, cố định phần vai phần đùi. Bắt đầu nhé. Cố định phần vai lại, gồng vai lên. Bài tập này tăng thể lực cho chúng ta rất là tốt luôn. Rồi, chúng ta nghỉ ở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ tập cho phần bụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập cho phần bụng hơi nhiều một chút. Bạn nằm ra thảm và chúng ta sẽ bật lên. Các bạn chú ý là khi chúng ta tập các bài tập về bụng thì cái phần bụng của bạn phải gồng chặt lại và dìm cái thắt lưng của chúng ta xuống thảm nhé. Bạn hãy bắt đầu này. Bạn nằm ngửa ra thảm, co gối bật lên, hạ xuống, duỗi chân ra. Bạn cũng làm như vậy 30 giây nhé. Có thể duỗi chân hoặc qua chân đều được. Chúng ta nghỉ một chút. Và tiếp tục đến với bài tập người leo núi nhé. Người leo núi từ plank. Bắt đầu nhé. Hạ về plank và co gối sát ngực, cuộn vai lên.
Bài tập của chúng ta kết thúc tại đây. Đây là bài tập vào cơ bụng rất là nhiều và giảm được rất là nhiều mỡ luôn. Các bạn cố gắng kiên trì nhé, tập đều đặn hàng ngày để nhanh đạt kết quả. Và các bạn có được một thân hình cân đối, tự tin hơn. Nhớ bấm nút like để ủng hộ kênh, bấm nút chuông để xem các video mà Thảo sẽ ra mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tiếp theo. Bye bye.